Rồi, hello cả nhà. Hiện tại mình đang ở trên quốc lộ 51, mình đang về đến ngã ba Nhân Trạch. Thì hiện tại mình đang mở cáp lên luôn, mình thấy là nó đông quá. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đi né nha. Rồi, anh vô dần dần, vô luôn, từ từ, đừng có đập ga. Trời ơi, đừng có nôn nóng. Rồi, cứ giữ khoảng cách này, xe này cho em đi, em chỉ cho anh đi. Chút xíu mình sẽ lên tới trên đây, mình sẽ quẹo vô nha. Mình đi đường trong nha các bạn. Không? Đây nè, chút xíu mình lên trên đây mình quẹo vô trong. Mình sẽ đi đường trong luôn. Đi đường Nghĩa Trang Cầu Dừa. Đang tắt đường rồi, không biết cái vụ gì đây. Nhớ mình vô mình còn cái đầu xe nữa. Gầu, anh đi lên giùm em. Rồi, hôm nay mình sẽ đi con đường khác ha. Rồi. Anh mở xe nhanh phải vô luôn đi, từ từ vô. Từ từ vô. Tại mình đi đường trong mình quẹo trong mình vô được nha bạn. Từ từ thôi. Từ từ giữ khoảng cách với xe này mình mới vô được anh. Giữ khoảng cách đừng có đập ga. Nó đứng lại nè. Không, em giữ chân thắng nè, anh cứ đập ga hoài em phải giữ thắng lại không môi dính sao. Rồi đánh lái nhiều vô cho em đi, đánh lái nhiều vô. Đó, rồi anh đi. Nó dính lại là do em đập thắng đó. Hèn chi nó ổn Cứ sao. anh cứ đập ga hoài mà. Rồi anh đi lên nữa cho em, nữa đi, mở xe nhanh phải giùm em đi. Bây giờ chút xíu mình quẹo vô đường kia nha bạn. Đúng không, mình đi đường trong hôm nay là anh vẫn mở xe nhanh cho em, mở xe nhanh cho em đó. Mình đi đường trong tại vì sao cái đầu xe mình chưa qua được cái phần đuôi của người ta mà anh cứ đè chân thẳng ra hoài là không được, nhớ cẩn thận nha. Đó, rồi quẹo vô trong giùm em nha, đi đó. Thấy không, thấy đường trong không? Đó, thấy đường trong các bạn ha. Làm gì làm, các bạn kẹt xe là các bạn phải đi theo cái những cái đường mới mở mới đó, bảo đảm ra kia nó kẹt luôn. Đó, đúng rồi, đi vô trong đó luôn cho em. Đây con đường mới nha, không biết cái vụ gì mà sao nó kẹt dữ vậy. Trên cao tốc không kẹt, nếu mà trên cao tốc kẹt là mình sẽ đi cái kia. Rồi anh nghiêng vô dần dần cái chân xe máy. Đúng rồi, anh đi nữa, đúng, cứ đi theo cho em. Anh thấy không, cái đầu xe mình nó phải qua cái phần đuôi của người ta rồi mình mới đi ra ga, chứ anh đi kiểu đó là dễ vướng lắm. Với mình đang xin vô mà ở xe sao vẫn còn sao, mình đi qua giọt qua liền. Rồi ở đây mình đi theo cái này nha. Mình mở cho bạn coi nè. Đó, rồi đi theo cái hàng xe kia luôn đó, cái đường nè, thấy không, quẹo trái nè. Các bạn sẽ đi tắt một khúc. Anh thấy rõ ràng là bánh trước nó sấy không? Nó sấy là do cầu trước. Mà cầu trước anh nôn nóng quá, anh đạp ra liền. Anh đang bánh đánh lái nên anh đạp ra liền, nó sẽ sấy bánh. Còn cái cầu sau nó khác, nên mình phải biết mình sẽ dìu cái xe mình bớt. Đây là cầu trước và cầu sau ha. Rồi, không có cần nôn nóng đâu, cứ từ từ thôi. À, các bạn thấy đường đi không? Ồ, Nghĩa Trang. Cái này mình ra ngay chỗ sau lưng bên hông, ngay chỗ Toyota Long Thành. Từ từ anh. Kẹt luôn rồi, có thể mình lên trên nữa đó. Sợ nó ra đó kẹt. Về phải luôn cũng được, về phải luôn đi, mình đi đường trên nữa. Ở đây nó kẹt các bạn, ra khó lắm. Về phải đi, về phải cho em đi. Đó, đánh lái vô. Bây giờ mình sẽ đi lên trên cao chút xíu nha. À, mình đi đi vòng lên trên chút, mình quanh qua đây luôn, ra đây khỏi kẹt. Các bạn thấy không? Đó, hoa mai đi nè, đó chứ không đi đâu nè hoa mai. Rồi quẹo trái cho em.
đừng đi theo ông xe tải nha, từ từ thôi, quẹo trái đây luôn, quẹo trái đúng rồi, khoan đập anh cứ về hoài nôn nóng quá. Đâu có gì đâu mà nôn nóng vậy, bánh cầu trước mà đang còn vô cua. Rồi theo xe đó giùm em đi. Vô cua có ga là không có tiếp tục không? Không phải, cái đó anh đập ga mạnh quá, anh đập ga vừa vừa thôi. Chứ xe anh đang có chớn mà anh đập cái đó là xây bánh, đúng không? Rồi đi, mấy mốt cầu trước mà anh đập cái đó là mau mòn bánh lắm á. Đó giờ anh đập đều đi, tự đó. Đó rồi khúc này đập nè, thoải mái luôn, dứt nữa. Đó, cái khúc cần đạp nè, đó thấy không, rồi anh ra đó quẹo phải cho em, không được nôn nóng nha, không để xe nôn nóng là cũng không được đâu. Các bạn để ý với mình là xe các bạn là cầu trước hay cầu sau nha. Khi cầu trước mà các bạn đánh lái vô mà đường đứt cát mà các bạn hay là có cái tật mà đạp ga liền cho mình á, là các bạn mau hư bánh, hư vỏ xe, và thứ hai mau sàn, mau sàn lắm. Gơ tài lái mà. Không có gơ nhưng mà nó sàn lắm, anh xử lý ở sao anh chạy được nhưng mà người sau khó chịu, nó hơi bị quăng cái đầu. À. Nó hay bị quăng cái đầu nên anh cứ chạy được thôi, nhưng mà anh không để ý cái phía sau là anh chở cái người phía sau là rất quan trọng. Chứ không phải là mình chạy là theo của mình. Mình chạy xe tải nó khác. Dù anh chạy chở khách, dù chở người nhà, sau này là chở nè. Lên xe đây, tôi chở đi chơi nha. Thôi ông đi mình đi, thấy tới công chuyện rồi đó. Nhích lên luôn, sát luôn, sát luôn, sát luôn. Dạ đúng rồi. Đó các bạn thấy không, mình có những cái lối đi để đỡ kẹt các bạn. Rồi đi theo xe này cho em. Nghiêng lái quá à, bên kia kẹt cứng rồi. Rồi ok rồi, đó anh trả lái đi rồi, đó điều ra đó, rồi mới mở xi nhan trái rồi dứt ra luôn đó, dứt nữa nữa đó, bây giờ sao không đạp đi nữa, nữa anh mà cứ phái cái cua mà cứ đang đánh lái mà cứ ngủn lên cái khó chịu thiệt. Đó là những cái kinh nghiệm sau này các bạn đi xe, các bạn hiểu được cái vấn đề là xe mình là cầu trước hay cầu sau nữa, thấy không, cái cầu sau nó cực kỳ êm luôn, tôi phái cái cầu sau luôn á, nghiêng nhẹ nè, nhẹ hơi bị dằn nè, nghiêng nhẹ quá, nghiêng lại đó, thấy ghê không? Đạp ra tiếp, mình nghiêng vậy nó không có dằn xe. Có bạn hỏi ủa thầy ơi, bữa thầy chỉ sao mà em chạy qua mấy cái gờ nó không bị dằn, mà em mỗi lần em ban không đi thẳng nè, đi thẳng nó rồi, mà em ban mà sau đó nó từng từ lốp giữa nó đâu đó, em mới nghiêng đầu nhẹ qua xong nghiêng lại, tốt. Đó, hôm nay tao đi theo sau đuôi mình, thấy không? Đó, kinh nghiệm. Đó, chỉ cho bạn đi luôn nha. Bạn nào bị kẹt thì nhớ đi theo kiểu này nha. Tiếp tục, hồi nãy có một nhóm xe là đi, nó quẹo trước mình đúng không? Mình đi vòng theo xe nhỏ đúng không? Giờ anh đạp ga đi. Mà dướng, nó dướng ngay chỗ cái hãng Toyota, anh mở xe nhanh. Từ từ giảm lại luôn, giảm luôn, qua không được, từ từ ẩu qua đó là dính đó. Rồi anh nghiêng nhẹ, rồi anh đập ra, đúng rồi, tiếp chứ không ra, tại vì xe tải cấp hồng mà, không là không thể nào qua liền được. À, mình qua từ từ thì bất cứ xe nào nữa người ta cũng nhường mình hết ha, mình qua gấp quá là tiêu. Rồi ôm nhộm xiên quẹo trái cho em đi. Để bên trái xe máy nha. Rồi tiếp tục. Đi vô cao tốc đúng không? Dạ đúng rồi, chính xác. Rồi đánh ra. Nhớ nha, trước chạy xe tải khác, giờ chở khách đi rồi. Thấy không? Chở khách biết bên sau rồi, chạy kiểu đó là cũng được, quăng xe lắm, quăng người ta khó chịu. Nhớ là dựa theo xe này tuyệt đối không lú đầu qua cái đầu xe người ta nha. Các bạn lưu ý nha, khi các bạn đang đợi mà bên hông cái hướng xe bên kia,
tuyệt đối không lú đầu qua đầu xe bên của người ta, chỉ là song song với nhau, thấp hơn, tuyệt đối không lú nha. Đó, thấy không? Còn xe máy nó bàn nữa. Rồi xe ông đó bị gì đây? Vô số không được. Rồi thôi là vô được rồi kìa, đi nghe nè. Từ từ đây nè. Vừa rồi ok dứt, nhưng mà vừa vừa nha, có chân xe nữa cục bên trái đó. Sắp về tới rồi. Rồi anh đạp ga lên, đạp ga đều đi. Dạ đúng rồi. Trả phí gì không? Có, nó dở cổng lên là tốn tiền à. Anh cứ yên tâm là em đã nạp tiền vô rồi, mai mốt mình cũng dán á. Xe mình mới cũng vậy á. À. Rồi, ok anh đi. Rồi, anh đạp ga lên. Xe mình mới mình cũng phải dán. Là trước đến cái cổng đó đúng không? Anh đừng có qua, anh đậu trước, anh kêu người ta đến dán. Không, còn thôi người ta chỉ mình đi dán nữa, đâu rồi dán đó. À, các bạn trước vô cao tốc vậy, các bạn trước cái trạm thu phí thì các bạn đậu vô tấp vô lề người ta lại, người ta dán cho mình. Anh mở xe nhanh chảy với mẹ. Rồi đạp ga lên luôn, nữa điều ra ngoài luôn, chống thằng ga, còn có xe thì từ từ. Rồi dứt, đúng rồi. Nó hồ đạp thẳng bánh đầu đạp cái cầu trước mà khi mình đánh lái hết lái cái mình đạp mạnh quá là nó sẽ xoay bánh, nó quăng xe. Nếu nãy mà không đi đường đó thì bảo đảm mình sẽ mất hơn nửa tiếng nữa để mình mới qua được cái khúc đó. Thấy lời hại chùa Google Maps là bạn của thầy Toàn mà. Nhưng mà đi riết mình phải dựa theo Google Maps rồi từ từ mình mới biết được. Thời buổi giờ vậy, hồi xưa là mình hỏi, cái mỗi lần tấp vô hỏi, thấy không? Giờ không có đâu, giờ kiếm Google Maps đi. Nhớ hình ô tô nha, chỉ vô xe máy là tới công chuyện luôn á. Vô cổng. Rồi, đi tiếp anh. Chưa đâu, cứ đi thẳng đi, em đi thẳng đi. Anh thấy cái xe công màu xanh không? Nó chậm hơn cái xe công màu đỏ đúng không? Mà mình đang ở bên làng công đỏ đúng không? Đi làng này cho em. Được chưa? Đó, nhìn xa đó để mình biết. À. Rồi, hai ông công xanh với ông công đỏ đang ngồi nói chuyện uống cà phê pháo trên nơi cao tốc rồi bạn ơi. Rồi, hai ông đạp đều với nhau, ông uống cà phê trên đó là khỏi đi luôn. Rồi nếu mà trường hợp nữa ở trên đây mà nó kẹt xe nè các bạn, hai làn chính này kẹt xe, các bạn vô làn trong nha. Cái lối ra đó thấy không, các bạn đi thẳng luôn chứ đừng có quẹo vô nhân chạch nha. Mình đã chỉ có nhiều cái clip rồi, mình chỉ cho các bạn rồi. Nếu mà trên đây mà nó bị kẹt ở khúc hai khúc này kẹt thì các bạn cứ đi thẳng vô cái làn lối ra của nhân chạch, các bạn đi thẳng hoài luôn cho mình, đi tốc độ 80 các bạn đi, các bạn sẽ hơn người ta. Không, nãy nếu đúng ra vô luôn tại ngoài đây được 60 à, chạy được cái 60. Thấy không? Mình chập đông chạy 60, nãy vô trọng là 80 là mình đi hơn ta. Đó, nếu mà trường hợp nó đang kẹt. Rồi đạp ra tiếp. Thì cái kinh nghiệm này ở đâu ra? Thì các bạn phải đi thường xuyên, các bạn luyện tập thường xuyên các bạn mới có. Bạn đi hoài thì các bạn mới có những cái kinh nghiệm. Giống như trên quốc lộ 20 mình có hướng dẫn là khi kẹt ở ngay chỗ đá ba chồng, lúc mà về từ Đà Lạt về thì mình đi vô đường trong để mình né cái chỗ những cái đèn xanh đèn đỏ của đó ba chồng đi, là mình sẽ an toàn, là mình đi nhanh hơn mọi người luôn. Thì đây cũng vậy.
hay trong ra thấy không, đó là cái phía trong này xe tải đó là đi ra đó thấy không. Rồi anh đập ga lên chứ. Rồi chống cái chuyện này vô trong luôn nè. Từ từ có xe anh nhìn vô kỹ nè. Thấy không? Rồi để thẳng. Có xe, rồi để tiếp đập ga lên chứ. Dứt khoát mới vượt qua được xin ở. Rồi ngó trước giùm em. Tỏ tốt. Nhưng mà anh cứ lần lần anh không đập ga thì sao mình vượt qua được xe tải bên kia à, mình phải để mình vượt. Rồi mở trái luôn. Tỏ tốt. Nó phải liền vậy đó. Mới có 100 mà còn ít. Đây là 120. Mỗi lần anh đập ga biết em sốt lắm không? Hao xăng lắm không? Dứt anh, đập ga lên. Nhưng mà nó được sướng không? Nó nhiều khi mấy bạn đập ga cái lượng tiêu hao nhiên liệu nó cực kỳ nhiều luôn các bạn. Các bạn không biết đâu ha. Đó, nhiều khi cái chạy tốc độ cứ 60 điều mà nó đỡ tốn nhiên liệu lắm. Nhưng mà riêng mình không có cái vụ đó nữa ha. Bạn nào mà yếu lắm thì cũng phải trên 60 chứ không thể nào mà chạy chậm để cho bạn cảm giác các bạn mới cứng được chứ yếu mà cứ không cho đập ga càng yếu thêm làm gì. Đó, anh thấy cái không biết xe nào lủi thẳng qua bờ anh gãy hết nguyên ba game hết rồi. Nhiều khi vỏ nổ vỏ hay gì đó sợ nổ bánh trước lắm. Đúng rồi. Nên bánh trước làm gì là bánh sau mòn chứ bánh trước không mòn. Vô cao tốc là gió không hả đạt. Rồi thôi mình sẽ xin kết thúc video clip đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Trên cao tốc này không được vô làn khẩn cấp rồi nha. Thấy không các bạn ha. Rồi chúc các bạn có những trải nghiệm lái xe tốt hơn. Thì có nhiều đoạn đường mình biết đường mình đi, có nhiều đoạn đường mình không biết nha. Có bạn có hỏi thì mình biết, mình trả lời cho các bạn nha. Rồi các bạn nhớ thấy kênh mình hay bổ ích, các bạn nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Tạm biệt cả nhà. Bạn nào muốn đăng ký bổ túc ta lái đường trường thành phố Hồ Chí Minh Vũng Tàu trong một ngày sẽ bảo đảm ta lái các bạn sẽ cứng và tự tin ôm xe chạy luôn thì bạn kiếm mình nha. Đó. Còn bạn nào mà muốn đi bộ túc mà trong thành phố thì mình nếu mà chống lịch mình sẽ sắp xếp cho các bạn. Còn nếu mà mình bận thì mình sẽ bố trí các thầy bên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn có những trải nghiệm tốt hơn. Đó. Rồi tạm biệt cả nhà nha.